Quái tàn cổ đã xuất hiện rồi đó mọi người đấy. Có đây. Mọi người có thể ăn cái thuốc giải phong bì tâm thư này vào để giải cái chiêu này nha. Rất là dễ luôn. Đấy. Đó mọi người đánh. Trời con boss này nó yếu dữ vậy. À không không không, cái đó chỉ là một cái chiêu giảm máu của phái Nami thôi. Mọi người ăn cái thuốc giải phong bì tâm thư nào vào thì nó sẽ kháng được nha. Đó. Boss này lần này khá là yếu mà mọi người có thể đánh được nha. Rồi lại chơi lầy lội nữa rồi, chơi lầy lội chụp boss nữa rồi. Mình đã giảm 2/3 máu của con boss này rồi, nó không có cho người chứ. Nếu mà nhiều người đánh thì sẽ được. Nữa, nếu mà cứ chụp hoài như vậy thì mình không có thể nào mà mình test được cái chính xác cái độ trâu của nó. Server này được 1 tháng rồi, server mới gì nữa. Bây giờ số hạt ạc cao đang on hả? Số hạt coi ngon hiện tại là 366 hạt nha. Cái này là giới hạn ngày cao. Trời ơi, có mấy ông tiêu dao có thể nào đừng chụp không? Để đến mốt tôi chỉnh con boss này nó không dính chiêu chụp của tiêu dao mới được. Mọi người dùng cái thuốc này nè để mà giải được cái hiệu ứng của nó. Dùng cái này nè. Con boss này khá là yếu rồi đó, mình death lại mình đã không có, đã bỏ hết những cái chiêu như là của boss kính hồ rồi, mình đã bỏ hết rồi đó mọi người. Mọi người xem thì cho mình một like và một share ủng hộ nha mọi bà con ơi. Like ủng hộ nha. Tự like luôn. Tự like luôn. Đừng có chụp nữa. Đấy rất là đồng. Đó mấy cha tiêu dao đừng khóa nó nữa. Trời ơi. Ờ cảm ơn Thiện Hoài đã theo dõi fanpage nha. Mấy cha tiêu dao đừng khóa nó nữa chứ. Tiêu dao gì mà lầy lội quá à. Mọi người đừng có khóa, đừng có chụp nữa. Để mốt tôi kêu ông admin test không cho chụp luôn mới được. Cứ chụp hoài vậy là chừng nào boss nó mới chết được. Ok, cảm ơn mọi người đã like share nha. Đi tạo la đấy, tạo la tôi chửi. Yêu cầu không chụp. Cứ chụp hoài, mọi người ăn cái thuốc giải này vào nè. Đó, hướng dẫn cho mọi người cách đánh boss á. Để sau này có ra bóp ngoài BK thì mọi người cũng có thể biết được. Ok, cảm ơn Nguyễn Ái Phương đã chia sẻ video clip này nha. Cái này là Thiên Long kỷ niệm nha bạn. Có mấy ông đứng ở ngoài chờ nhặt bọc, chịu nổi không? Cảm ơn Tấn Phát nha. Chửi. Đừng chụp nhân 2 mà còn chụp nữa. Đó, boss mất máu khá là nhanh luôn. Thì mà mấy bạn đánh rất là nhiều. Hôm nay là không có gì em đánh phụ. Tại vì boss khá là yếu á. Khi nó bật phản công lên thì mọi người đừng có đánh nha. Coi chừng chết á. Mình đã bỏ đi rất là nhiều chiêu thức của boss bàn cổ rồi. Để cho mọi người đánh dễ nhất. Tại vì có nhiều bạn không có quen á. Không, mình ăn cái thuốc giải này vào là được này. Cái này là để kháng tụ cầm này. Ăn cái thuốc giải, cái chiêu đó là chiêu của Yến Tử Ô á. Trời ơi, đánh đi đừng có nhìn. Cái ông gô nọ này ngồi đây nhìn. Để ngồi đi lụm bọc chịu nổi không? Đó, rất là đông. Một hồi xong rồi mình sẽ thả điên thú đầu to cho mọi người bắt nhé. Hôm nay là test boss để mình thả ở lôi đài nha. Sau khi test mình thấy ok. Như vậy mình thấy cũng boss này nó cũng khá là ok rồi đó. Chỉ cần mình giảm máu, chắc mình nghĩ là giảm máu xuống một xíu nữa. Rồi sau đó mình sẽ thả map ngoài cho mọi người dễ hơn. Rồi. Trời ơi lại chụp nữa, nãy giờ đánh được nhiêu đây máu. Vì mình tính tốc độ á.
Tại thường thường là một con boss thì phải để cho mọi người BK cái kiểu nó thì mình tính là giảm, chắc là sẽ giảm thêm máu nữa. Chữa quỷ. Cảm ơn Đặng Thái Dương nha. Đừng có chụp nữa, trời ơi mấy thằng cha tiêu dao. Đừng có chụp nữa. Boss khá là yếu rồi đó. Mọi người ăn cái thuốc giải này nè. Tôi chỉ lên ngựa tôi coi mọi người thôi. Cảm ơn Trịnh Quốc nha. À Thịnh Quốc. Ừ để mình mốt mình chỉnh lại là không cho chụp nha. Để mình chỉnh cái chatbot nó bự lên một tí xíu. Tại vì đang test á. Cái chatbot nó bự lên một tí xíu. Ok, chỉnh cái chatbot ở đây để cho nó dễ đọc ha. Rồi ok. Thì mọi người comment thì mình có thể thấy được. Nãy boss thì bây giờ boss nó trở nên khá yếu rồi. Như vậy thì mình nghĩ là mình chỉ cần giảm cái độ trâu của nó lại một tí xíu là mọi người có thể dễ dàng đánh được nó. Boss mà chết lẹ quá thì cũng không vui. Nhưng mà chết lâu quá thì mọi người đánh cũng chán đúng không? Nếu là đồng luôn mấy bạn kéo về đây nè. Trời ơi có mấy người này lầy lội ghê á, đứng đây đứng trên ngựa cho vui vậy đó chứ không có đánh. Cảm ơn Thắng Hồng nha. Để mình chỉnh lại không có bị chụp. Cảm ơn Nguyễn Trịnh Anh Khôi nha. Server này full 7 tầm mấy. Server này chỉ có full 6 thôi nha Thiện Hoài. Thiện Quốc mấy thằng tiêu dao nó chụp hoài. Nói chung là cũng khá ok đó. Nãy giờ đánh được như đầy máu là cũng khá ok. Có làm thì mới có ăn trời. Cảm ơn Nguyễn Thiên Nhẫn nha. Ở nhân 2 được kìa, đừng có chụp nó. Nhân 2 dùng đam đi. Chịu nổi không nhân 2 cái nó chụp. Để tôi đề nghị ông admin đề nghị admin cộng mấy ông kỹ thuật viên á, đừng để cho con boss miễn dịch khóa luôn rồi. Cho con boss nó miễn dịch khóa luôn. Không cho không khóa được luôn. Để cho con boss miễn dịch khóa luôn nha. Nếu mà mấy bạn chụp hoài luôn á. Cái này gọi là phá game. Công sức của mọi người đang dồn ra mới chụp cái tắt nướng. Trời ơi đến hôm nay mà vẫn có người chơi cá sấu lên bờ. Vẫn có người lên nóc nhà bắn xuống. Rồi xong cái này sẽ thả thiên thú đầu to cho mọi người nha. Trời ơi mấy người này đứng ở ngoài đây đợi hưởng nè. Đứng ở ngoài đây đợi hưởng nè. Chịu nổi không? Boss Mai Tuấn Kiệt đứng ngoài đây đợi nhặt bọc nè. Boss full 6 á. Boss thì vẫn chưa có bàn. Đang chia lại thế lực hay sao á. Hello Hoàng, hello nha. Ừ để mình yêu cầu mình chỉnh lại con boss không chụp nha. Chỉnh lại con boss không chụp nha. Có người chửi rồi kìa. Có người quạo rồi kìa. Ừ mấy ông tiêu dao này gảnh cái hén hay sao trời. Tự nhiên đánh gì chụp hoài vậy. Đánh cho nó chết đi mọi người. Xong boss quánh nhau đê anh em Sài Gòn kìa. Đó hẹn kèo luôn kìa. Đánh nhau thì mình sẽ quay cho mọi người luôn nha. Để mình kêu chỉnh con boss miễn dịch khóa luôn. Để kêu con boss kêu chỉnh miễn dịch khóa luôn mới được.
Cảm ơn Thịnh Quốc đã theo dõi fanpage Hội Phát Hiền nha. Anh em Sài Gòn chưa sợ ai bao giờ. Boss sắp được một cây máu rồi mà cứ chụp hoài. Cảm ơn Red Duzuli nha. Đó, rất là nhiều bạn đang lên nè. Cảm ơn Lê Thắng nha. Hello Sup VTC. Cũng trong hả, như vậy mình thấy cũng ok rồi, 10 phút đánh được cây máu là ok rồi. Cảm ơn Nguyễn Khánh nha, Nguyễn Khanh nha. Cảm ơn Duy Phan nha, mọi người xem cho mình một like một share nhé. Cảm ơn Thanh Tùng nha. Trời ơi đừng có chụp nữa, để tôi kêu à. Nó cứ chụp hoài à. Lần sau miễn dịch boss luôn, lần sau cho boss miễn dịch luôn. Cảm ơn các bạn đã like, share và ủng hộ nha. Cảm ơn Hùng KK nha. Trời má kia còn kêu lên chụp nữa. 30 giây nữa hồi chụp. Boss chết mọi người đều có quà mà tại sao lại phải đi đến cái nước này vậy trời. Ok để tôi fix miễn dịch khống chế luôn. Ok. Có nhân hai kìa, dồn lẻ đi. Nhân hai kìa, dồn đi. Cảm ơn người lại đã chia sẻ nha. Nhân hai kìa, dồn đi. Đó, đánh như vậy có phải vui không? Cứ đi chụp hoài à. Trời ơi, có ông nằm tạo dáng nữa kìa, phải không? Chịu nổi không? Ngủ một giấc boss chưa chết. Chụp lại không nó chạy. Chịu nổi không? Chịu nổi mấy thím không? Chịu nổi mấy thím không? Trời đất ơi. Lần sau miễn dịch như boss kính hồ nha, không có chụp, không có chiệt gì hết trơn á. Lần sau mình sẽ chỉnh hiệu ứng nó cho miễn dịch như boss kính hồ. Ăn cái phong bì tâm thư vô á. Thuốc giải á, thuốc giải thì mọi người sẽ không có bị dính trạng thái tản công nữa nha. Đây, nó giải được trạng thái chúng mày bay lên kiểu gì thế trời, có mấy ông bay lên nóc nhà chơi luôn kìa. Có ông đứng trên đây đánh luôn nè, cười vậy vui vậy. Có mấy ông đứng coi nữa chứ. Trời ơi, rồi có mấy người ông đứng ngoài đây đợi hưởng nè, hưởng sái. Boss sắp chết rồi đó, nhân hai kìa, dồn lẹ đi. Nhân hai kìa, dồn lẹ đi. Bà nội ra nó. Sao thả map ngoài? Không, lần sau thả map ngoài nhưng mà cũng miễn dịch luôn. Miễn dịch boss luôn. Rồi con boss nó lên nóc nhà luôn rồi. Nhưng hai kìa, dồn lẻ. Nhưng hai kìa, dồn lẻ đi mọi người. Không, boss cũng hơi trâu nè, chắc mình sẽ giảm máu nữa nha.
này là server Thiên Long kỷ niệm bàn cổ Chi Linh nha. Server này ra được gần tháng rồi đó, nhưng mà vẫn rất là đông. Hạn chế lon nha mọi người. Có bao nhiêu chờ bấy nhiêu, không cần chất lượng, không cần số lượng lắm. Trời ơi, chụp nữa. Thấy khổ ghê á. Người ta bao nhiêu người đánh là một người chụp cái là mất hết công sức của người ta. Hay quá anh em tiêu dao. Bọn mình là anh em, trời ơi, cái con này nè, cái con này là con chụp nè. Cái con Antonity nè. Đó, con này là con chụp nè. Con này là con phá game nè. Thôi mọi người thấy nó ra ngoài, mọi người quánh chết cha nó đi. Cảm ơn Nguyễn Thanh đã theo dõi fanpage nha. Trời ơi, nãy giờ đánh đùng cây máu rồi đó. Cái này là test mọi người, test thử đồ châu á. Tại đợt trước con boss kìa nó lại quá là khủng khiếp rồi. Con này thì là mình thấy vừa sức rồi đó, nhưng mà chỉ mình sẽ giảm máu xuống nữa nha. Mọi người rất là đơn giản, mọi người chỉ cần ăn cái thuốc giải này vào là được. Anh có like bên YouTube không ạ? Anh không có like được một lúc hai bên em ơi. Chỉ like bên Facebook và YouTube, mình sẽ làm clip mình cắt lại mình đăng lên. Dạo này cũng vừa bận mà vừa mệt nó nên làm biếng á. Cũng có ít on nữa. Tại vì thấy mọi người thường là sử dụng Facebook nhiều hơn, nên là mình like để like cho mọi người biết đến cái game Thiên Long kỷ niệm này nhiều hơn á. Chứ YouTube thì những các bạn hỏi link, nhiều bạn cũng không biết là link vô đâu như thế nào. Ở đây mình có thể coi trực tiếp luôn. Nhưng hai kìa, dồn đam đi. Trời, tôi đánh con boss có 870 máu mà mấy thằng này nó lầy lội dễ sợ luôn á. Không có hồi máu, nó dính cái hiệu ứng á. Dính cái hiệu ứng của phái Ngami á. Mọi người thấy nó hồi máu như vậy, thực chất là nó hết bị cái hiệu ứng của phái Ngami á. Khi mà nó bị dính cái hiệu phái Ngami thì nó sẽ tụt máu xuống. Trời ơi, nó tức quá, nó tiễn đi Phiêu Miểu Phong luôn rồi kìa. Nó có mấy đứa nó tức quá, nó tiễn đi tiễn đi Phiêu Miểu Phong luôn rồi. Ông chụp boss chạy, trời ơi, cái này đúng là phá game luôn á. Cái này đúng là phá game luôn á. Tám giờ 30 sẽ thả niên thú đầu to nha. Thôi mà để boss chết đi, thả đi cho mọi người dễ bắt. Đậm gương xong lượm gương xong rồi mình sẽ thả niên thú đầu to cho mọi người bắt nha. Có mấy ông vẫn kiên quyết đứng trên nóc nhà. Trời ơi, vậy cũng được luôn hả? Lên hình nè, đó. Đứng trên nóc nhà, vẫn kiên quyết đứng trên nóc nhà nha mọi người. Cái ông là nằm ngủ ha, nằm ngủ đợi boss chết. Không làm, cái này là kiểu cái này kiểu không làm mà muốn có ăn á. Cảm ơn Đào Cường đã theo dõi trên bay hội Phép Khiền nha. Trời ơi, đừng có chụp nữa. Mình quên mất cái vụ này á. Quên mất cái vụ này. Để trước mắt là sẽ xong cái này. Xong rồi sẽ mấy cái event tân thủ là đã ép cho mọi người xong hết rồi đó. Trời, có người tức quá chạy đi luôn rồi kìa. Không hèm quánh nữa luôn rồi kìa. Ok, cảm ơn Thành Sống Ảo nha. Ăn thuốc giải vô. Ăn thuốc giải vô. Đây, thuốc giải đây. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi fanpage nha. Nâng hai đừng có khóa, thả bét ở đây luôn á. Thả bét ở đây luôn.
cảm ơn Chí Thanh nha. Có đổi FB ra vàng khóa nha, một ngày mình có thể dùng 50 triệu FB mình đổi ra được 50 vàng khóa nha. Cái đó là để hỗ trợ cho mấy bạn dễ dàng lên 9x á. Cảm ơn Anonymous nha. Cảm ơn Mông Phan Văn nha. Hiện tại đang có đội FB sang vàng khóa đó. Xong cái này thả ở đây, thả bét luôn. Cái này là chủ yếu cho mọi người test thôi, chứ những cái chuỗi event đó mình đã chuẩn bị sẵn cho mọi người hết rồi. Tại vì á, kỹ thuật viên test không kịp. Ông test lâu quá. Test lâu quá không kịp á. Cảm ơn ông Ben Văn đã chia sẻ nha. Cái này là mình muốn test thử con bot nó hiệu ứng như thế nào, và muốn test thử độ trâu của con bot á, nên là mình thấy đánh như vậy cũng khá là ok rồi. Bot sắp chết rồi. Thả trong thành là quyết định sai lầm, thả ở ngoài thành là nhà là mấy người kia chặt chân hết. Ai mà phá game kiểu gì chắc bị chặt chân hết luôn á, chắc bị đập vô đầu luôn á, đập vô mặt chứ. Thiệt, thả bóc ngoài mà đánh vậy là thôi, thả bét cho mọi người trong đây mọi người bắt được, với thả kính hồn chứ. Thả kính hồn mà mấy bạn 8 biết làm sao ra đó, sao mà bắt được. Mốt là boss bàn cổ sẽ thả ngoài kính hồn nha. Ừ, 15 phút rồi, 20 phút rồi. Thôi đừng có chụp nữa, đánh đi mọi người, tốn thời gian của mấy bạn quá, đứng đông quá trời quá đất luôn rồi nè, càng ngày càng đông luôn á. Cái này là game Thiên Long kỷ niệm nha mọi người. Hôm nay thử nghiệm thôi, lần sau thả bóp ngoài cho mấy bạn BK nữa, chứ đâu có ai thả bóp ở trong kính hồ đâu. Tại vì mình sợ nó mạnh quá, nó đánh cho mọi người lại chết nữa, nên là mình thả trong đây. Sắp chết rồi, kén lên. Còn nửa cây nữa. Ừ, khá là đông nha. Rất là đông luôn. Hôm nay làm rất là cảm ơn mọi người đã về test bot giùm AD luôn á. Để mình giảm bot máu xuống nữa. Ok, giảm 1/2 máu xuống nữa. Thật sự sẽ giảm 1/2 máu xuống nữa. Lỗi không vào game được hả? Nếu mà bạn có lỗi gì thì mình cứ inbox vào fanpage kỷ niệm, sẽ có mấy các bạn kỹ thuật viên sẽ mở Ultra hoặc là Team View để hỗ trợ bạn nha. Thank you.
Đừng có chụp nữa. Lầy lội quá à, đánh cho nó chết đi. Xong rồi còn thả bét nữa. Cảm ơn Nguyễn Tuấn nha. Tại vì map trong đây nó chụp vậy thôi, chứ map ở phía ngoài làm sao mà chụp được. Ở map phía ngoài chụp nó quánh chết. Cảm ơn Thế Đức nha. Mạnh dạng xin ạc hả? Mình thấy có rất là nhiều bạn đi mua ạc cao mà còn chưa mua được luôn á. Bạn xin được là chắc cũng hay lắm luôn á. Công mang tới kìa, tụ tập đá gà hả? Cảm ơn Nguyễn Thanh nha. Mấy ông lên nóc nhà luôn rồi. Thả bét là bét bắt thì mọi người bắt trong thành chứ ở ngoài quánh tay quánh chết 8 bét thì sao mấy bạn bắt được. Giờ muốn có kèo BK thì mình phải có event tổ chức săn cho em á. Thằng chuối nhận xu. Đó. Tôi là tôi sẽ xuất hiện ở bắp ngoài cho mọi người đánh á. Tôi thì tôi như là tôi không có trâu bằng con boss đúng rồi. Đúng rồi, cái này là mọi người chơi được 1 tháng rồi, đâu phải là test nữa đâu mà không phải chính. Test được cái số lượng người chơi nè. Đó, 393 gần 400 mạc đen on. Mọi người ăn thuốc giải rồi là được. Đó, Sài Gòn FC chơi không nè. Một mạng 10 xu, à, một mạng event chơi vui mạng một mạng mấy, một mạng 5 xu thôi nha, nhiều xu quá không có được. Boss hơi chầu. Kìa, ok kìa, Sài Gòn chơi không kìa, NBA Sài Gòn nhận kèo không kìa. Tôi không có đam. Giờ này có người tuyển đi cờ. Mình không có đam. Mình thì mình chỉ được cái châu thôi, chứ mình không có một tí xíu đam nào để phụ cho mọi người hết đó. Chỉ có cái ạc GM kỷ niệm nó mới có đam thôi. Đó, chơi thì mình chiều mọi người, mình tổ chức thêm một cái event luôn. Ồ, Sài Gòn FC bây giờ thọt hơn Thiên Địa nhiều người, thêm nhiều boss quá. Đánh không lại rồi. Hồi trước thầy Sài Gòn chưa ngán ai bao giờ kìa. Ồ, vậy là được. Đó rồi. Đó. Đừng có chụp nữa, để đánh con boss này xong rồi còn cho mọi người BK nữa. Giờ này fan nhau 1v1 đi. Tôi ghét mấy thằng cha tiêu dao này chụp ghê luôn á.
Anh review xem đồ thêm thế nào hả? Ok, review cho mọi người xem đồ. Review cho mọi người xem đồ nè. Mấy bạn này thường thường là mặc đồ full, là full ngọc 4 năm thôi. Đó, thường thường là như vậy. Đó, cái này là mấy bạn bị dính hiệu ứng nhân 2 từ boss bàn gỗ á. Khi nào hết hiệu ứng thì nó sẽ hết. Boss bàn gỗ nó có được dính hiệu ứng nhân 2 luôn nha, sẽ giúp cho mấy bạn bị kẻ thù chết giết chết nhanh hơn á. Như ông này là Dream nè, boss vỏ đen nè, vỏ đen full 5. Thường thường mấy bạn là full 4 năm thôi, ít lắm mới có bạn full 6. Đây, đây là ban chủ của ban thiên địa nè. Ban chủ của ban thiên địa thì là full 5-6, nhưng mà cũng ít ngọc 6 lắm. Ngọc 6 khó lắm. Rồi, cái ông lên đây ngủ luôn rồi nè, ngủ trời lụm bọc nè. Đó, cho mọi người coi. Đó, thường thường mấy bạn là full, mặc đồ full, tại vì đồ chế ở server này đang trong cái tình trạng khá là hiếm á. Đấy, mình soi cho mọi người coi nè. VinFast nè, là ban chủ ban hoàng gia nè. Đó, bạn này cũng full 5 luôn, full 5-6. Ngọc 6 rất là hiếm, thường thường là mấy bạn full 5 là nhiều. Mấy bạn full 5 là nhiều. Thiên Kỳ nè, Thiên Kỳ nè, Sài Gòn FC không ngán ai bao giờ nè. Bạn này là Ngọc 4. Ngọc 4 là không ngán ai, Ngọc 4 nhưng mà không ngán ai hết trơn nha. Đó, mình sẽ soi cho mọi người coi. Mr. Fute nè. Đấy, thường thường là full 5 nha mọi người. Đấy, đó, full 4-5. Thường thường mấy bạn là cỡ đó. Kèo BK thì mọi người BK chứ tôi đâu có cấm mọi người không cho BK đâu. Đâu có cấm mọi người không cho BK đâu. Có BK tôi còn vui nữa. Mấy thằng cha này nè, ta ngồi không làm mà muốn có ăn nè. Đó, thường thường mấy bạn mặc đồ full và cường hóa chính. Soi phục niệm hả? Rồi vô lên kêu tự soi mình luôn. À, chi lét hình như là có ngọc 6 nè. Chỉ đấy không có ngọc 6, full 5-4 thôi. Đức Hero nè. Đó, Đức Hero có ngọc 6 nè. Ồ, oh, wow, Đức Hero khá là nhiều ngọc 6 nha. Cảm ơn Lý Hiền Hòa nha. Wow, Đức Hero nhiều ngọc 6 ghê luôn á. Chắc này là boss của Sài Gòn FC chứ đâu. Soi phục niệm, ở đâu không thấy phục niệm đâu hết trơn. Không thấy phục niệm ở đâu hết trơn. Cảm ơn Bếp Cà Khịa nha. Không thấy phục niệm. Phục niệm lần này có đăng ký ngẫu chiến không? Tại vì như 40 người đăng ký rồi đó. Cảm ơn Phạm Đức nha. Soi một hồi boss cũng sắp chết rồi mọi người. Soi hồi boss cũng sắp chết rồi. Cảm ơn Thanh Nhung Phan nha. Đức ML nhà bán khô ạ. Hello Vũ Tư. Hello Di Phan nha. Nhà bán khô gì ạ? Cảm ơn Tiến Thật Thà nha. Trời, tôi chỉnh cái này nó lên, nó cảm ơn mỏi miệng quá. Cảm ơn cây kẹo ngọt nha. Nhà bán khô là sao? Tự nhiên ta phun sáo cái nói người ta nhà bán khô là sao? Khô bỏ hả? Cảm ơn Vũ Tư nha. Cảm ơn Trường Nam. Có mấy ông đứng đợi không làm mà muốn có ăn. Để tôi nói nè, có làm thì mới có ăn. Cảm ơn Ái Thanh Dương nha.
Phục niệm kìa hả, đứng đông quá à. Có thấy phục niệm ở đâu đâu, đâu phục niệm đâu, đâu có thấy đâu, đứng đông quá trời quá đất luôn. Cảm ơn Dreaming Grind nha. Trời ơi thôi, mấy cái ông nào nói tên tiếng Anh xin phép tôi không được đọc, tôi không đọc nha. Cảm ơn anh Vũ Phan nha. Xin phép mình không đọc nha, tôi đọc tiếng Anh ngu lắm. Không thấy phục niệm nha, vẫn không thấy, đông quá, đông quá không thấy. Cảm ơn Nhật Băng nha. Không thấy nha, chưa thấy, đâu đứng xuống dưới đây thì mới thấy được. Soi một số bạn cho người Ngô Bảo An này, mấy người này là không làm mà muốn có ăn nè. Đó, không làm mà muốn có ăn. Tấn Sang là trai đẹp của server nè. Chuẩn bị ngày mai sẽ có event Nam Vương. Trời ơi, thi event mà còn có quà nữa. Thi event mà còn có quà nữa đó mọi người. Không thấy phục niệm nha. Trời ơi, tôi cũng đọc đâu, mỏi miệng quá à. Mỏi miệng quá à. Chết rồi, đã có mấy bạn nằm xuống rồi kìa. Đó, vẫn chết nha mọi người. Qua boss nó vẫn đánh. Qua boss nó vẫn đánh nha. Đứng cạnh AD hả? Phục niệm hả? Sao tôi không thấy ta, tôi nãy giờ tôi không có thấy cái tên nó luôn á. Nãy giờ không thấy cái tên nó luôn á. Không thấy cái tên nó luôn á. Đâu? Thiệt sự là không thấy luôn á. Nè, boss cái bang nè, boss cái bang nè, boss này chửi dữ nhất luôn nè. Boss này sắp boss này là wow, đã có đồ chế 8 sao luôn rồi nè. Boss này là full 5-6 nha. Đó. Cái nón rất là xịn luôn nè, nón 8 sao từ event trung thu nha. Nón này là từ event trung thu á. Wow, cái áo này cũng từ event trung thu luôn nè. Đó, tôi đâu có thấy cái tên nè. Đây, đây, dưới đây nè, đây. Đó, phục niệm nè. Mặc đồ chế 5 sao cũng kêu người ta soi nữa trời. Rồi. Nó lừa đó tàn hình rồi à. Server này có ai vào bang, có ai cho em vào bang không, mới vào đất hả? Server này hình như là hiện tại đang có 3 thế lực, có nghĩa là một cái là của phe Thiên Địa. Nếu mà hai thế lực VK là của Thiên Địa với lại đánh với lại Sài Gòn FC với NBA, còn có một mình thấy có một bang nữa, một bang chuyên là đi phó bảng. Một bang chuyên là đi phó bảng luôn nha. Một bang chuyên là đi phó bảng luôn á. Này cũng có thể test được cái số người chơi cho mọi người. Gần 400 mạc. Hiện tại là mấy cái cao lo nó đã di chuyển hết qua những cái game khác rồi mọi người. Nên là mình cũng thấy là khá là ok. Thôi đừng chụp nó, quỳ lại mấy má luôn á. Ra chết đi còn thả niên thú đầu to nữa. Nó lừa đó tàn hình nè. Để mốt mình giảm 1/2 máu nó là ok rồi đó. Có sắp chết rồi. Có sắp chết rồi mà cứ chụp hoài à, thấy ghét ghê à. Ăn thuốc giải vô mọi người. Trời ơi, không đủ thuốc giải để dùng nữa. Đây. Từ lúc Sam và Đệ Nhất nhập vào Thiên Địa thì Sài Gòn bị thọt. Có như vậy thì mọi người phải nhập bớt vào Sài Gòn đi. Cứ để một mình như vậy Sài Gòn sao mà chống nổi hết Mafia Sài Gòn. Hình như là có boss Trần Huy nè. Có boss Trần Huy là Võ Đan Ngọc 6 nè. Và có boss nào nữa. Hồi nãy boss Đức Hero. Đó, cái hai mình thiết mắt là mình thấy có hai boss trước. Hình như ban chủ là ông Vô Danh thì phải. Đó. Trời, mấy bạn này có chơi mà like xong bỏ xong like lại không? Sao nó kêu hoài vậy? Nó kêu hoài luôn á. Đây, Việt Lão Gà nè. Mấy ông này là mấy bạn này là mới chơi nha, mới chơi đập ngọc 4 thôi. Chơi từ từ lên với mấy bạn, lên với mọi người. Báo sắp chết rồi. Chuẩn bị nhặt bọc thôi.
cương nha mọi người. Chết rồi, thiên địa chấp cả server rồi đó, quánh đi. Quánh chết thiên địa đây, chấp cả server luôn kìa. Rồi boss sắp chết rồi nè. Ở đó chuẩn bị nhặt bọc mọi người. Cảm ơn Phạm Thành đã theo dõi fan ban nha. Trời ơi còn có một xíu máu mà còn ngán chụp nữa. Chuẩn bị nhặt bọc nè. Nhưng hai kè chết boss đi. Ôi sao ai kéo con boss đi ra đây vậy? Ai kéo boss ra đây vậy? Ai kéo boss ra đây vậy? Nhặt bọc mọi người ơi, chuẩn bị nhặt bọc và nhặt nguyên thú đầu to nha. Boss chết nè. Để. Có mấy ông khôn lắm, có mấy ông là sẽ ẩn hết nè. Có mấy ông sẽ ẩn hết như vậy nè. Đó, ẩn hết như vậy để chuẩn bị nhặt gương nha, nhớ nhân hai kìa. Đó, gương quá trời luôn nha. Tôi coi thử coi cái gương nó có gì thôi nha cho mọi người coi nha. Nó sẽ có wow đồng xu kỷ niệm nè, vải bông biến ngân một rất là nhiều luôn. Rồi, đó. Ơi có một cái gớt ở đây rồi sao lụm? Ê, gớt đây lụm được luôn nè. Đó, tôi lụm được nè, mấy ông dở quá, thấy chưa? Đó, rất là nhiều đồ luôn nè, có biến ngân cấp 2 nhưng mà mình không có nhặt nha. Nhưng mà mình không có nhặt nha, mình cho mấy bạn nhặt á. Chứ mình GM mình nhặt làm chi. Đó, người nhặt được nha, thấy chưa? Có chỗ nhặt được hết nha. Đó, nhặt được hết nha, đừng có bảo là không có gương nha. Đó, nhặt được là đồng xu kỷ niệm nè, biến ngân 1, biến ngân 2 chuẩn bị thả bét nè. Chuẩn bị thả niên thú đầu to nè, niên thú đầu to có mấy bạn là thấy rất là xấu á, nhưng mà có mấy bạn rất là thích luôn. Mấy bạn rất là thích luôn. Rồi, tập trung về chuẩn bị thả nha. Có bọc nha. Có bọc tại mọi người không chịu nhặt thôi chứ một cái gương nó quá trời đồ luôn, quá là nhiều đồ. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình thả niên thú đầu to nha. Thiên địa chấp cả server nha. Đó. Trời ơi tại vì mọi người không chịu nhặt thôi. Tại vì mọi người không chịu nhặt thôi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình thả cho mọi người nhé. Niên thú đầu to. Đây là con niên thú đầu to nè. Chuẩn bị thả nè. Chuẩn bị là con ơi, chuẩn bị. Có bọc thấy chưa, tôi nói là tôi, mọi người phải rút cái kinh nghiệm, boss gần chết là mình phải bấm F11 với là F12 liền. Mình thấy được quá mấy chục cái gương luôn mà mọi người lại bảo không có, tại vì quá là đông. Có tới mấy chục cái gương mà ở đây gần cả trăm người, hơn trăm người luôn á, làm sao mà đủ hết cho mọi người được. Cái này mình phải KS thôi chứ. Rồi bây giờ mình sẽ thả niên thú đầu to cho mọi người nha. Rồi thả nè, niên thú đầu to cho mọi người. Á, chứ tôi bấm lộn chữ Á rồi. Niên thú đầu to, đó. Đó, mọi người thấy con niên thú này không? Thì mọi người chỉ đến mọi người bắt thôi. Đó, tôi sẽ thả cho tất cả mọi người ở đây bắt luôn. Có rất là nhiều niên thú đầu to cho mọi người bắt. Đó, mình chạy một vòng mình thả nhé.
Đó, mấy bạn chắc là sẽ rất là thích những cái con này. Có những cái game mà cổ á, không có con này đâu nha. Này rất là hiếm luôn á. Đó, cho mọi người, tất cả mọi người có thể bắt được hết. Mình sẽ thả một số lượng để cho mọi người đủ bắt á. Đó. Thả ngoài cầu thang mấy con nữa đi ha. Đó, cho mọi người bắt. À, chết rồi, tôi thử thả, tôi tự bắt luôn. Đó, ngoài đây rất là nhiều nè. Có mấy người không biết kìa. Đó, ngoài đây một mớ. Rồi, bắt đủ, đủ chưa? Đủ chưa? Rồi, nhiêu đây rồi, em nha. Nhiêu đó đủ đủ cho mọi người sinh sản được những con bé đẹp rồi đó. Tức là đồng. Xong nha. Bây giờ mình sẽ tổ chức tới event nhặt được ba cái hòm luôn hả? Trời, ông công thành nhặt dữ vậy. Kìa, mấy người kia nhặt được quá trời quá đất luôn kìa. Đó, thú đầu to quá trời luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ tổ chức thêm một event cho mọi người nha. Mình sẽ thử một mạng mình cho một mạng 5 xu thôi. Tại vì không phải là mini show, bình thường chỉ mini show mình mới cho mọi người nhiều 5 xu thôi nha. Ok. Giờ tôi có thổi lên châu luôn, mình phải tiếp tục. Mình vẫn tiếp tục mình ra ở kính hồ nha. Tiếp tục ra ở kính hồ nha. Hồ có không nhặt được ba hòm luôn kìa. Nhặt chi mà lắm thế, hàng chi mấy người kia nhặt không được là phải rồi. Ôi trời, má ra kính hồ gặp người ta đang boss. Đấy. Một mạng 3 xu nha. Trời ơi, server này mấy bạn hung dữ dễ sợ luôn. Server này mấy bạn hung dữ dễ sợ luôn, hung dữ thiệt sự. Dữ thực sự. Dữ hung dữ thật sự. Giờ đang mắc ăn boss rồi mọi người. Ông ai đánh tôi nữa rồi, mắc ăn boss rồi. Đã mắc ăn boss rồi, không có ai đánh tôi nữa rồi. Ở hiện đó thì ăn boss kính hồ thì sẽ có rớp bánh trung thu các kiểu. À, rớp nhân bánh chứ không phải bánh trung thu. Rớp bánh trung thu. Mình sẽ đã bấm bấm lệnh. Chắc mấy bạn đang chạy ga. Chắc mấy bạn đang chạy ga. Chém liên cuốn. Mấy người này hung dữ quá trời trời. Mấy người này hung dữ thật sự luôn á. Đó, ra tới rồi kìa. Đó, có Sài Gòn FC ra nè. Đó, Sài Gòn FC và Thiên Địa. Đó, mấy bạn ra tới rồi đó. Đó, ra tới rồi nè. Tàn rồi, boss, boss Mai Tuấn Kiệt cũng vô luôn Thiên Địa, Sài Gòn FC sao mà trụ nổi. Chia ra đi, chia ra cho đều đi. Mà bình thường tôi thấy Sài Gòn FC đông lắm mà ta. Bình thường thấy Sài Gòn FC đông lắm mà. Bình thường đó, ưu tiên Sài Gòn. Trời ơi má, má ban Thiên Địa, má tuyển Sài Gòn cà khịa. Quá trời cà khịa luôn à. Quá trời cà khịa luôn. Trời ơi, chia bớt ra đi, dồn dồn bot hết vô một bang ở bên kia sao mà quánh. Chia ra cho nó đều. Dồn hết vô một bên là bên kia sao quánh lại. Nếu mà không có kèo thì mình chỉ cho một mạng thôi nha. Từ nào có kèo mình mới ra nha. Tại vì nếu mà ra cho một phe đánh thì nó vô vị quá. Chủ yếu là mình muốn ra event này, mình muốn hai bên BK. Bình thường thì phe Sài Gòn rất là mạnh nha. Không biết hôm nay đi đâu hết trơn. Thôi, mắc gì phải đứng im, không có đứng im gì hết trơn.
sóng lỗi quá nên giờ ít người trời đụ. Phải không trời? Chị thấy có ban NBA ra kìa. Nào cứ ngồi đóng băng tôi lại à. Đó là game Thiên Long kỷ niệm, mọi người sẽ vào bàn cổ chi linh nha. Linh tải game có trên logo á. Linh tải game có trên logo á. Không thấy, không thấy Sài Gòn FC. Nếu mà không thấy Sài Gòn FC mình không có ra nữa đâu, dí chết mình mày. Tại vì mình đó, mình tổ chức cái event này mình muốn hai bên BK mà bên đang nhiều boss đó rồi, bên kia sao chơi lại. Bên đây nhiều boss quá sao bên kia chơi lại được chứ. Trời ơi trời ơi, bị dính hiệu ứng rồi. Mình chỉ được cái châu thôi chứ mình không đánh được. Chức năng này cần một món vũ khí nhưng mà tôi không có vũ khí giờ làm sao. Bực nhất vĩ độ gian lên chạy ơi. Chạy đi kiếm Sài Gòn FC nè. Chạy đi kiếm Sài Gòn FC nè. Chạy. Chạy. Đánh đánh để săn xu ấy. Chạy chạy đi kiếm Sài Gòn FC. Sài Gòn FC đâu hết trơn rồi. Hình như mới, hình như là bình thường là Sài Gòn FC win á. Hôm nay bên đây mới win được có ngày mà bên kia đâu hết trơn rồi. Chạy nha. Chạy chạy chạy. Trời không chạy được nữa. Nặng quá, mập quá, chạy không được mọi người. Cảm ơn thuộc fan đã theo dõi fanpage nha. Chạy. Chạy đã. Chạy nè mấy má, để coi có Sài Gòn FC không. Nè, có Sài Gòn FC đàng hoàng nè. Đó, có một ông luôn. Ờ, có một ông thôi à. Rồi tôi chạy rồi, không ai băng, không ai săn được tôi hết trơn á. Tôi chạy rồi. Thiên địa ba bang gộp vào giờ to mồm. Đó. Tôi chạy rồi. Không ai săn được tôi hết trơn. Đó, có Sài Gòn FC là tôi chạy đi kiếm Sài Gòn FC nè. Đó, rõ ràng là có. Rõ ràng là có nha. Đó, rõ ràng là có, để chưa. Có Sài Gòn FC đàng hoàng. Đó, có nè. Đói, có BK liền. Chạy đi kiếm là có BK liền nha. Đó, thấy chưa. Có nha, có kèo BK là sẽ có mạng thứ hai nha mọi người. Có kèo BK là sẽ có mạng thứ hai, thấy chưa. Khi mà hai bên BK là tôi đã bị mờ nhạt rồi, tôi đã không phải là mục tiêu chính rồi. Đây là Trần Huy, boss vỏ đen của server, boss vỏ đen của ban Sài Gòn FC. Khi mà hai bên BK là tôi đã không là mục tiêu chính của mọi người nữa, tôi có thể dễ dàng coi mọi người BK nha. Đó, có BK đàng hoàng thấy chưa. Có BK đàng hoàng, có BK đàng hoàng, giờ tôi chạy đi cho mọi người BK đi. Đó, tôi sẽ đứng ngay giữa nha, đứng ngay giữa nha, đứng ngay đây nha, không có đứng về ai hết. Đây là boss vỏ đen của ban rồi Trần Huy bị quánh rồi. Nhưng mà có vẻ chưa đông, có vẻ chưa đông. Có vẻ chưa đông. Mà hồi đông mà mình sẽ có mạng thứ hai nha, để cho mình mấy bạn đông đã. Đông mà tôi mới hiện hình. Đông mà tôi mới hiện hình. Hình như Sài Gòn FC hôm nay chưa có on đông á. Mới vào game trên ở đâu hả? Server ra được gần một tháng rồi Rick Nguyễn, nhưng mà bây giờ mọi người vào chơi vẫn rất là kịp nha. Giờ vào chơi vẫn kịp nha mọi người. Giờ vào chơi vẫn kịp nha. Trời má, đặt tên con bé xuất sinh. Quá mức nến luôn. Rồi, rồi mạng thứ nhất để coi ai xong nha. Để coi ai giết nha. Xong cái mạng này mình sẽ đi mình tàn hình nha. Mình không có hiện hình nữa, mình coi chừng nào có kèo BK mình mới hiện ra mạng thứ hai. Coi mạng này ai giết đã. Mới vào thì mình chen ở vô lượng sơn lên cấp 10 vô phái, xong rồi mình chen đông hoàng cái kiểu lên cấp rất là lẹ mà. Coi ai giết vậy. Diệp Thư Hoa, ok Diệp Thư Hoa nha. Hiện tại server là 390 ạ.
Sài Gòn FC có vẻ như hôm nay không đau mà nên tôi sẽ quyết định là tôi tàng hình, tôi không xuất hiện nữa. Chừng nào có kèo BK mình mới tổ chức, chứ nếu mà tổ chức như vậy thì là cũng giống như là cho một bên ăn rồi, nên tôi không tức. Hoặc là có khi nào có thông báo trước thôi, chứ tổ chức như vậy là không có công bằng với hai bên. Chừng nào thông báo trước mà hai bên không ai tham gia, có một bên không tham gia thì nó vẫn tổ chức, tại vì là event đã thông báo. Còn cái này là mình ngẫu hứng tổ chức á, khi nào mà có hai bên có BK mới tổ chức nha. Bây giờ mình sẽ phát xu cho bạn Diệp Thư Hoa đúng không, Diệp Thư Hoa đúng không, tên gì quên bà nội rồi. Diệp Thư Hoa, có Diệp Thư Hoa ngoài đây không? Diệp Thư Hoa là má nào vậy? Không thấy Diệp Thư Hoa. Không thấy Diệp Thư Hoa nha. Tôi tàn hình không có đánh được tôi. Tàn hình này không đánh được tôi nha. Khi nào có kèo BK thì tôi sẽ tiếp tục xuất hiện, còn không thì tôi vẫn ẩn hình như vậy thôi, ẩn hình theo dõi mấy bạn. Sau kìa hả? Đâu sau đâu? Không thấy. Rồi, nhiều thứ anh. Đồng xu kỷ niệm thì mọi người có thể đổi được đồ nha. Một hồi tôi sẽ về tôi đổi đồ cho mọi người coi để coi à. Để cho mấy bạn biết đổi đồ, đổi đồng. Đứng ở bãi cưỡi niên thú hả? Bãi cưỡi niên thú là ở đâu? Bãi cưỡi niên thú là ở đâu? Thôi tôi sẽ về lôi đài Lạc Dương nhé. Về lôi đài để nhận thưởng nhé. Bây giờ là mình sẽ thử, mình sẽ nói về đồng xu. Đồng xu kỷ niệm cho mọi người coi cái chức năng thì mọi người có thể đổi được những gì nha. Và bây giờ mình sẽ thử mình chế đồ cho các bạn coi luôn tỷ lệ, để coi cái tỷ lệ chế đồ của Thiên Long kỷ niệm như thế nào nhé. Giờ mình sẽ trao xu cho bạn này, mình sẽ đổi thử cái này. Ồ, đang lôi đài, ok, để AD chạy qua ha. Để AD chạy qua nha, để bây giờ mình bán hết những cái đồ này đi. Để coi một hồi mình sẽ cái đồ này bán đi. Không cho bán thì dục. Bán hết đi. Bán không được, không cho bán luôn, không cho bán thì dục. Tức à. Bán không cho người ta bán. Đầu Diệp Thư Hoa đây. Diệp Thư Hoa này sẽ giao cho bạn 5 xu nhé. 5 xu, rồi. Mình phải hiện hình ra mới giao dịch được. Rồi, ok, mình giao tặng cho bạn 5 xu vì đã giết được GM. Rồi, bây giờ mình sẽ cho mọi người coi nếu mà đổi đồng xu kỷ niệm thì sẽ đổi được những gì nhé. Thì mình sẽ tạo 200 cái xu đi. Rồi mình đang có 240 xu nha. Đầu tiên thì mình sẽ đi mình đổi cho mọi người coi. Mình muốn đổi cái này thì mình muốn săn đồng xu thì mình chỉ có từ boss bàn cổ hồi nãy nè, với lại là tham gia mini show mỗi 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần mới có thôi. Đây mình sẽ đi qua đại lý nhé. Đây đại lý ở đây cũng khá là nhiều người luôn nè. Đó, đại lý thì sẽ có NPC Hằng Nga là mình có thể nhận quà trung thu và làm chuỗi event trung thu. Thì event trung thu ở Thiên Long kỷ niệm thì sẽ kết thúc sau ngày 10 tháng 10 nha. Ngày 11 thì mình sẽ có event mới ở đây. Đây là những cái đổi được từ đồng xu nè. Đầu tiên thì mình có thể dùng 5 xu mình đổi được nguyên liệu cấp 3, lấy vải bông hoặc là ví ngân. Thứ hai á, mình có thể đổi được là 300 xu thì một cái đổi được một đồ chế 8 sao 7 dòng tùy chọn và max điểm luôn nha. Cái này thì mình được 300 xu thì mình sẽ đổi được. Mình sẽ thiết kế cho mọi người theo yêu cầu của mọi người luôn. Mọi người thích, ví dụ như là thích một cái áo có dòng nào mà mát điểm luôn. Bây giờ mình sẽ đổi thử cái 30 xu cho mọi người nha. 30 xu thì mình sẽ đổi được thời trang thuộc tính 30 ngày. Sau 30 ngày thì nó sẽ tự mất nha. Đây, bây giờ mình sẽ đổi cho mọi người coi nhé. Để dục bớt đồ đã.
Đây mình sẽ đổi để coi được những cái bộ thời trang gì nha. Đầu tiên thì mình sẽ được cái bộ huyền kim sáng mặt. Cái bộ này bộ đang mặc, bộ mình đang mặc nè mọi người, đó. Bộ này nam cũng đẹp mà nữ cũng đẹp nha. Mặc vô thì mình sẽ có hình xăm ở trên người và mình sẽ được body 6 múi. Tiếp theo mình sẽ đổi tiếp nha. Cho thôi không có cho xin được, đổi thử cho mọi người coi thôi. Tiếp theo là nó sẽ có cái áo ngọc miên hàng xuyên nha mọi người. Cái áo này thì nó cũng khá là đẹp, có con thỏ ở phía trên đó. Nam nữ mặc đều có hết. Rồi. Nó sẽ có, nó cái là đổi là nó sẽ ra random nha mọi người. Để mình đổi cho mọi người coi để biết nó có mấy cái áo luôn. Tiếp theo sẽ có một cái áo là phượng linh chi giáp. Thì cái áo này cũng khá là đẹp luôn. Nam nữ mặc đều đẹp hết. Đó, đổi tiếp nè. Đó, nó sẽ ra một số áo. Ví dụ như ra đây nó sẽ có thêm một cái là vân mộng ẩn đô. Thì áo này mọi người có thể nhuộm màu được nha. Đó, mọi người thích nhuộm màu nào thì mọi người sẽ nhuộm nhé. Sao em ghi chữ nhiều khi nó găm vô chữ cấm á. Đó, nó sẽ có những cái loại áo. Nói chung là nó sẽ có các loại áo. Nó sẽ ra sao nó ra ngọc miên hàng xiên ngoài này. Áo này là thần uyên vân nhị. Đấy, áo này cũng khá là đẹp luôn. Rồi hết xô rồi. Để tạo thêm một chút tí xíu xu nữa nha. 500 xu đi cho nó nhiều. Đó. Kha kha kha, nhiều xu vải đáy. Rồi đó, để mình gọi coi nó hết áo chưa. Nếu mình ra, nó chỉ ra những cái này là hết rồi. Nó hình như là chỉ có mấy cái này thôi. Chỉ có mấy áo thuộc tính này thôi. Mỗi đợt thì nó sẽ đổi á. Rồi, nếu mà không thấy ra cái khác là chắc là mình nghĩ nó chỉ có mấy cái này thôi. Đó, tiếp theo là mình sẽ đổi thú cưỡi cho mọi người coi. Để coi những cái thú cưỡi đổi ra được từ đồng xu thì sẽ có những cái thú cưỡi nào nha. Sau đó mình sẽ chế đồ bằng vải bông với lại bí ngân ba. Để cho mấy bạn coi được cái tỷ lệ chế đồ ở Thiên Long Kỷ Niệm á. Dục hết nghe, không có chào ai hết á. Mọi người phải tự săn đồng xu mà đổi đi. Đó, bây giờ mình sẽ đổi thích thú cưỡi nè. Cho mọi người coi có sẽ có những cái loại thú cưỡi nha. Rồi nha. Đầu tiên là thú cưỡi bách kiếm kiên cương. Thì cái con này là con robo á, con siêu nhân á. Mọi người cưỡi thì mọi người có thể là ngồi lên nó và đưa hai cái chân với cái đầu ra thôi. Đó. Và nó có thể bay lên trời được nha mọi người đó. Với thì đưa hai cái chân với cái đầu ra thôi. Thấy được cái đầu với cái hai cái chân thôi là một đứng một hồi nó có thể bay lên trời nè cho mọi người coi nè. Bay đi nào. Đấy, chuẩn bị bay chưa chưa, nó đang múa trước đã, đang múa. Và con này không bay à? Nhớ bình thường nó bay mà nhở. À đây chuẩn bị bay. Con này cưỡi nó khá là hài. Mình nhớ là nó có bay lên trời á. Để đứng xíu nữa coi nó bay không. Bay đi nào. Bay đi chứ. Đó đó đó, nó vừa cái tay ra nè, đó nó bay lên trời nè, thấy không? Đó. Đó, nó chỉ bay như vậy thôi. Rồi mình đổi tiếp nha. Đổi tiếp thì mình sẽ có cái này là thước mặt minh vũ. Thước mặt minh vũ là nó sẽ có cộng lông đen, có mấy con chim ở trên, lông chim á. Đó, cộng lông đen có hai con chim ở trên. Đấy. Khá là dễ thương. Cái này là thích hợp cho mấy bạn nữ, nam cũng đẹp luôn. Kết hợp với cái bộ áo này cũng đẹp. Đó, mình sẽ đổi tiếp. Tiếp theo thì mình sẽ có cái gọi là trường ca hành. Trường ca hành là mình ngồi trên cái cây đàn nha mọi người. Ca hành là ngồi trên cây đàn. Đây. Khá là cute. Đấy. Tiếp theo là sẽ có cái ngự phong hành. Đặc biệt á, ngự phong hành ở trong game Thiên Long Kỷ Niệm á. Ngự phong hành ở trong game Thiên Long Kỷ Niệm nó cưỡi khá là mắc cười luôn. Bình thường là cưỡi đứng trên cây kiếm phải không? Nhưng mà trong game Thiên Long Kỷ Niệm mọi người nhìn nó cưỡi nè. Nhìn nó cưỡi nè. Đó. Cái thú cưỡi ở trong game Thiên Long Kỷ Niệm mắc cười không? Giống như là mình đang chạy trên máy marathon vậy đó mọi người. Đấy. Đồ 8 sao thì mình không có đổi được, mình đủ 300 xu mình giao dịch cho hùng chuối thì mình sẽ thiết kế cho mọi người một món đồ mát điểm cho mọi người tùy chọn nha. 300 sao. À 300 xu rất là chua, không có dễ đâu, chưa có ai đổi được hết á. Đâu có dễ ăn đồ chế 8 sao của Thiên Long Kỷ Niệm đâu. Đó, đây là cây kiếm để mình đổi rồi có cái gì nữa không nha. Đây, tiếp theo mình sẽ có nó cũng ra cây đờn, hình như nó chỉ có mấy cái loại này thôi à. Nó có lông xanh và lông vàng đó thì phải đó, nó cộng này cộng là cộng lông vàng nè.
à, long hồng chứ. Long hồng và long long đen. Đó, nó có mấy loại này thôi đó. Rồi bây giờ mình sẽ thử, mình chế thử vải bông. Chế thử vải bông và bí ngân ở trong Thiên Long kỷ niệm để cho tỷ lệ chế đồ của nó như thế nào nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tạo ra khoảng 100 xu đi. Mình sẽ đổi được 20 cái bí ngân ba trước. Mình dục hết mấy cái này đi, tại vì tôi là GM mà tôi đâu có cộng tác viên mà đâu có cần mấy cái này để làm gì đâu. Ngọc 4, ngọc 5 thì tôi cũng dục tuốt hết á. Ngọc 5 cũng dục luôn, không cần, không cần thiết. Cái này là quà online nhận quà nè, khi mà mọi người đủ các móc sẽ nhận được. Móc 1 giờ thì mọi người sẽ nhận được một viên đại hoàng đan. Móc 2 giờ, nghĩa là 2 giờ là thành 3 giờ á, sẽ nhận được một cái đây phiếu 20 vàng khóa để cho mọi người có vàng để up tâm pháp hoặc là lên level. Móc 3 giờ thì mọi người sẽ nhận được một vải bông 1 với lại một miếng 1 hoàn toàn miễn phí nha mọi người, chỉ cần on đủ móc là sẽ được nha. Game này trên level lâu vải hả? Đúng rồi, cũng không có nhanh đâu, cũng không đến nỗi lâu. Bây giờ mình sẽ chế lấy vải bông trước nha. Đó, lấy vải bông trước. Mình sẽ chế thử 20 cái vải bông trước nha, để coi là có được đồ 8 sao nữa không. Và mình nói trước nha, những cái đồ này mình chế xong mình dục nha, mình không có cho ai, cũng không có bán nha. Game này rất là công bằng, không có trụ, không có vụ là lấy chuối hối lộ hoặc là đi cửa sau đâu nha. Đấy. Đấy, mình đổi 20 cái vải bông ba mình chế nè, cho mọi người coi. Đây. Cho mọi người coi tỷ lệ nha. Mới lập nick mà chưa 20 à. Nếu mà bạn thấy trend lâu quá, mình có thể mua ạc cao mà. Ạc cao nhưng mà hiện tại thấy khá người mua nhiều hơn người bán á. Ai bán ạc nào là bay ạc đó à. Có rất là nhiều người chơi mớ vô á. Ra kính hồ hả? Đang đánh nhau ngoài đó hả? Ok, để ra thử coi, ra coi thử coi. Để tàn hình nữa. Nào. Kính hồ có đánh nhau hả? Nãy giờ không ai nói. Thấy vấn đề đâu có ai đánh đâu. À, đánh. Đang đánh nè. Wow. Ra cái tàn cuộc rồi. Ôi. Đó, thiên địa bị dập tắt rồi nha mọi người. Thiên địa bị dập tắt rồi nè. Gáy nữa đi. Đúng rồi, server này mình chỉ được 3 ạc cao cho một PC thôi nha bạn Rick Nguyễn. Đó, giờ ra coi BK nè mọi người. Để coi mấy bạn BK xong đi rồi một tí xíu đi vô chế đồ cho mọi người coi tỷ lệ nhé. Đây bây giờ là hỗn loạn rồi, vừa có thiên địa mà vừa có Sài Gòn FC nữa.
Đó. Bây giờ là mấy bạn đi đâu để mình đi theo. Mình đi sẽ đi theo bạn này ra, bạn này đi đâu? Alo, hơi cho hỏi xíu hả? Đúng rồi, hồi nãy giờ mình không để ý nữa. Bảng FPT 2 ạc, tại vì bảng này 3 ạc để cho mấy bạn có thể bét với áo là ba bét áo là 30 cái, còn mà thuốc cũi là 40 cái, nhưng mà chỉ có hạn sử dụng là 30 ngày thôi. Có mấy bạn để dành nha, có mấy bạn rất là siêng để dành tới 300 cái để đổi đồ chế 8 sao nữa. Đó, vitamin C hết gáy, cái này bị quánh luôn rồi. Bây giờ là vitamin C đã thành vitamin cục rồi. Có nghĩa là bị quánh thành một cục luôn á. Đúng rồi. Đó đó đó, đánh nhau rồi nè. Giờ là bị vitamin C bị quánh thành vitamin cục luôn rồi. Cái này không, game của mình không có hỗ trợ rồi, auto cũng không có hỗ trợ tiêu diệt tài, chỉ dùng được duy nhất một cái là chiếc kình auto thôi. Auto này không hỗ trợ BK, chỉ hỗ trợ mọi người đi phó bản hoặc là chen cấp thôi, không có tình trạng kéo xe á, chỉ hỗ trợ mỗi chiếc kình auto thôi. Rồi bây giờ là hai bên gặp nhau rồi nè. Thật ra là giờ này á, giờ này 9 giờ là giờ, biết giờ gì không, giờ đi ác tặc. Các bạn đi ác tặc đông lắm, đi ác server này chứ gì, chứ đi ác tặc với lại đi ác bá với đi cờ là nó đông dã man luôn. Đi cái đó để săn ngọc á mọi người, săn ngọc 4 á để lên á. Tải game như thế nào hả? Rồi bây giờ mình sẽ để một cái link cho mọi người coi để mọi người tải nhé. Đây mình để mình sẽ ghim ở phần mình sẽ ghim ở trên nè. Kỷ niệm tlbb.com nha bạn Chiên Lê. Đây ghim bình luận nhé. Đó bây giờ mấy bạn gặp nhau rồi nè. Một người ở dưới còn một người ở trên. Bây giờ là boss võ đang Trần Huy đang chơi thả diều đó mọi người. Nhưng mà trong liên minh huyền thoại vậy đó. Trời ơi nhưng mà thả không được. Đi xuống đây gặp gặp bà nội Khánh Hân rồi nè. Này quái lão. Bây giờ là chỉ còn có mỗi mỗi Trần Huy với lại quái lão hai ông võ đen của bang Sài Gòn FC. Tự nhiên bang Thiên Địa đông quá mà nhiều boss, hình như là bang đệ nhất là bang sấm sát nhập vô á, nên nó đã nên nên đông. Nhưng mà hiện tại cái số điểm mà đến từ event Đồng Tâm Hiệp Sức á, hình như là vẫn là bang Sài Gòn FC là đứng top 1 nha. Cảm ơn Nguyễn Văn Huy đã theo dõi fanpage của mình nha. Tính chế đồ cho mọi người coi tỷ lệ như thế nào mà mọi người đi BK mất tiêu luôn. Ai đánh nhau nữa rồi. Tiken, trời Tiken một mình chấp hết luôn hả? Không có chấp nổi đâu, bị quánh chết à. Trời quánh hết nửa cây máu rồi nè. Nói chung là server này cũng còn khá là mới nên từ từ. Những từ từ nếu mà thường thường là chỉ có mini show mọi người on rất là đông tham dự mini show đánh kèo 5 vs 5. Đợt này chắc sẽ có 8-9 đội tham gia luôn á, tại vì cái số lượng người đăng ký rất là nhiều. Và bây giờ ban thiên địa đông quá người Sài Gòn FC không trụ nổi rồi. Hôm nay không thấy ban chủ vô danh của Sài Gòn FC online nhở, chắc đi nhậu mất tiêu rồi. Thế đi nhậu mất tiêu rồi.
Hello thầy, trời ơi. Thôi bây giờ mình sẽ chế đồ cho mọi người coi nha. Mình sẽ chế chế cái gì nhở? Mình sẽ chế cái món đồ thủ đầu tiên, đó chính là hài tử nha mọi người. Mua giả tạo đồ đó, giả tạo đồ thì mua miễn phí nha. Hài tử nè. Hài đây. Sẽ thế thử dụng cái này đây để coi là tỷ lệ như thế nào nha. Thấy vẫn có bạn chế ra được đồ chế 8 sao ấy. Mua 20 cái mình sẽ chế nha, để chơi. À chưa có học đồ chế nữa. Để đi về học học chế đã mới chế được. Về học cái công nghệ với lại tinh công. Nghệ với tinh công đó mình sẽ về chịu chế tạo mình học nè. Các bạn nào chưa đăng ký ngẫu chiến nữa không? Tại vì ngày mai là chốt danh sách thứ 6 rồi quay số cho mọi người đó. Để đây học nè. Học cái này đúng không ta? Đúng rồi, đúng rồi. Cảm ơn thực phẩm nha. Đó, mình học cái này mình sẽ chế được nha. Gáy, gáy nữa rồi. Để coi, ủa cái giả tạo đồ mua ở đâu vậy? Ủa cái giám định phù mua ở đâu ta? À đây. Đó. Mình chế ở đây nè. Tại mình treo quạt cao hơi lâu á. Nên nó chuyển cảnh hơi chậm, mọi người thông cảm nha. Để bây giờ mình chế nha. Thôi để dục bớt rồi. Chế 10 cái giám định một lần. Cảm ơn Gia Phát đã theo dõi fanpage Hội Phát Khiêm nha. Để mình chế là chế hài nha. Hài. Cảm ơn Trần Nguyễn Anh Duy nha. Có hài đâu nhở? À không, mạch Thánh Hoa. Không, mình sẽ chế là Huyền Thế nha. Huyền Thế Thánh Hoa. Huyền Thế Thánh Hoa đây, ok. Bây giờ mình bỏ vài bông vô mình chế nè. Đó, chế xong rồi mình sẽ giám định nha. Chế 10 cái mình giám định một lần. Để cho mọi người coi cái tỷ lệ chế đồ ở game Thiên Long Kỷ Niệm sẽ như thế nào nha. Mình chính tự mình test luôn đó, để mọi người có thể coi được. Tại vì nếu mà mấy bạn kiếm được bí ngân 3, 7, 3 thì rất là khó. Nhưng mà mình rất là dễ. Mình chỉ cần bấm là nó ra thôi. Cảm ơn Vũ Văn Thình nha. Ủa đánh nhau rồi hả? Thấy đang đánh nhau rồi nè. Đang đánh nhau trong lúc tôi đang chế đồ ư? Trời, đi đâu vợ? À, đánh nhau dưới đây nè. Thánh Hưng là lúc nào cũng là ban chủ, lúc nào cũng là xung phong đi lên đầu hết đó mọi người. Nữa là xung phong đó. Rồi mình sẽ giám định nhé. Mình định bỏ giám định phù vô đây. Thôi coi mọi người đánh nhau trước ơi. Có vẻ như chưa tập trung xong là bên đây cái chào xuống rồi. Đó, mình sẽ giám định cho mọi người coi nha. Trời ơi, mình đề nghị mấy bạn là người chơi mới, mình vô bớt ban Sài Gòn FC đi, thiên địa tập trung đông quá rồi bên kia sao quánh lại vừa nhiều boss nữa. Vừa nhiều boss quánh người ta muốn xỉu luôn. Nhiều boss mà còn đông hơn người ta nữa sao quánh lại. Không, toàn có không chạy kìa. Trời ơi, dí người ta kìa. Chịu nổi không? Thôi bây giờ mình giám định cho mọi người coi nha.
Rồi mình sẽ coi 10 món đồ mình chế nha, để coi được cái gì nha. Ông người bán sam này rất là trâu luôn á. Coi nè. À, được một cái 4 sao, hai cái 4 sao, cái 5 sao, cái 5 sao. Đây được cái 7 sao nè, thấy không? Vẫn chế được đồ ngon. Đấy, vẫn chế được đồ ngon nè, thấy không? Vẫn được đồ 7 sao nha. Coi bét gồng hả? Bét gồng đâu? Cái này là con giao long bảo bảo thôi, cái gì là băng điêu long chứ nhầm. Vẫn được một cái 7 sao nè, một cái 6 sao nè, thấy không? Vẫn được cái này khá là ngon nha. Đó, có tên hùng chuối đàng hoàng. Xô lên thôi chứ không bán. Hàng không bán. Đấy, thấy không? Tỷ năng 10 cái thì mình được hai cái 4 sao nè, hai cái 5 sao nè, ba cái 5 sao, bốn cái 5 sao, năm cái 5 sao. À, một cái 7 sao, một cái 6 sao. Đó. Vẫn ra 7 sao nha, 10 cái được 1 cái 7 sao. Không. Vẫn ra một cái 7 sao nha. Bây giờ mình chế tiếp thêm 10 theo 10 đôi nữa nha, để rồi coi tỷ lệ thế nào nha. Xong rồi mình sẽ chế đồ công ha. À, bây giờ này mấy bạn đi đâu nữa rồi? 5k khiêm nguyên bản BM. Không có bán. Nói rồi, chế ra cũng chỉ để dục thôi. Tới cho mọi người test tỷ lệ thôi. Có tiền cũng không mua được đâu nha. Rồi, bây giờ chế tiếp nè. Còn mọi người đi đâu ra? Chế tiếp. Cho mọi người coi tỷ lệ thôi. Khá là ok á. 10 cái đụng cái 7 sao. 7 sao là bán được bộn tiền rồi. Đó, Rambo 1 mó nạp 348k kim nguyên bảo. Đó, các bạn tuyển đi ép tặc đồ tè leo hộp me luôn này đó. Vẫn đang vừa đi coi vừa đi chế. Phải đứng im mới chế được nha. Đấy. Thành chế chế tỷ lệ đổi bạc hả? 100 ATM thì mình sẽ đổi được 100k bạc nha, tỷ lệ 1-1. Khi nào mà có khuyến mãi 40% thì 100 ATM thì mình sẽ đổi được 140k kim nguyên bảo, kiểu vậy á. Cái gì á? Đó. Đó, bây giờ là mình sẽ chế thêm 10 đôi để cho mọi người coi tỷ lệ 10 đôi sao. Chế áo hình như chế áo thì nó ra. Cảm ơn Hoàng Phong nha. Chế áo thì nó ra tỷ lệ hơi chua. Nếu mà mọi người chế những cái như là hộ thủ hoặc là theo cái kinh nghiệm chế đồ của mình đó, mọi người nên chế là yêu đái nè, hộ thủ hoặc là hài thì nó sẽ ra được đồ xịn nhiều hơn. Chế áo nó rất là khó ra đồ xịn luôn. Một là áo, hai là cái nó khó lắm, khó ra đồ xịn lắm. Đây, mình để mình thử thêm 10 đôi dài nữa nha, để xem được cái này được cái gì nha. Ủa, mấy bạn đi đâu hết trơn rồi? Tại mình treo máy hồi sáng giờ nên nó hơi lắc, treo lúc mà nhận quà tới giờ luôn á. Tiết giờ này ốp ra vô lại rồi. Đây, 4 sao, 5 sao, 5 sao, 6 sao, 6 sao. Rồi đợt này hơi thúi. Đợt này chỉ được 2 cái 6 sao thôi. Có vẻ như là hồi đợt này nó hơi đen tí xíu mọi người. Để về đại lý đổi qua biến con chế thử cho mọi người coi thế nào nhé. Game này là Thiên Long kỷ niệm. Chuyện map hơi bị lâu. Rất là nhiều bạn đang mua đồ chế luôn á. Giờ mình sẽ về mình đổi biến ngân nha. Chế 20 cái biến ngân nữa để coi có được cái đồ 8 sao nữa không. Không lẽ mình xui như vậy sao? Đi ngủ nè. Ừ, ngủ đi, mai tôi on 8 giờ sáng đó, mai buổi sáng khỏi on nha. Mai tôi on 8 giờ sáng nó on cũng không có chen được đâu. Giờ sẽ tạo thêm 100 cái đồng xu nữa. Thêm 100 cái đồng xu nữa. Ok. Rồi, tạo thêm 100 cái đồng xu nữa. Thì mình sẽ đổi 20 cái biến ngân 3. Ok,
Hiện tại hôm nay mới mở thêm võ chức năng võ hồn với lại mở phó bản xét tinh cho mấy bạn đi thêm á. Đây là đi ác tặc hoặc là đi phiêu miểu phong cái thứ rồi đó. Trời ơi, cái ông Tekken là ông gáy à, phải gọi là bể bự nhất cái server này luôn á. Phe ổng mà bị thất thế một cái chắc ổng bị săn đầu tiên luôn á. Thì ổng bị thất thế rồi, ổng mới sang đây, mình sẽ chế thử nha. Thì mình sẽ chế thử cái hoàng địch đi ha. Hoàng địch thì nó sẽ nằm trong cái giới chỉ và tạo đồ 10. Ok, mua 20 cái. Ok, mình sẽ chế thử hoàng địch cho mọi người coi nhé. Đây là hoàng địch đây. Ok, thế nào? Chế áo khó ra 8 sao lắm. Khó cực kỳ luôn. Không dễ như bạn nghĩ đâu. Nếu mà chế dễ ra 8 sao mấy bạn mặc đồ full chi. Đúng không? Nếu mà chế dễ ra 8 sao mấy bạn mặc đồ full làm gì thì làm gì coi chứ. Giờ là mình sẽ chế thử chế cho mọi người coi cái tỷ lệ thôi. Chứ server mặc đồ full đa số là hết 90% mấy bạn mặc đồ full thôi à. Đấy, mình đã chế được 10 cái hoàng địch rồi. Bây giờ mình sẽ giám định thử nha. Rồi mình cùng coi cái kết quả nào. 1 cái 5 sao, 4 sao, 6 sao, 6 sao, 5 sao, 5 sao, 5 sao, 4 sao, 4 sao, 6 sao, hơi thúi. Không sao, chế thêm thử 10 cái nữa. Chế thêm thử 10 cái nữa, không sao. À, dạng sự khởi đầu nan nhưng mà mình gian nan thì mình bắt đầu mình nản thôi. Chế thử 10 cái, nó không lẽ không được cái 8 sao nào ta. Trời má này ác ghê luôn á. Tao chủ yếu cho bọn mày nghỉ hết, mà nghỉ hết là tôi là game của tôi ai chơi. Game Thiên Long kỷ niệm ai chơi. Chơi phải cho người ta một con đường để mà bật lại nữa chứ. Server này chỉ nổi cái tiền chửi nhau thôi là tụi ta đã thấy thu được bộn tiền rồi đó. Loa từ sáng tới tối luôn mà loa đâu phải là loa phi đâu, loa 2000 kim nguyên bảo một lần 11 cái. Giám định 10 cái giờ này, cái này là đồ này giám định vừa đám định vừa coi luôn. Đây đầu tiên là một cái 6 sao băng công độc công. Tiếp theo lại là 6 sao nữa. Bốn sao. Năm sao. Bốn sao. Năm sao. Đấy, trời ơi, thấy ông nói tôi không chế được đồ 8 sao đi đó, ra được rồi nè. Nè. Đó, thấy chưa? Coi như là mình chế 20 cái vải bông ba với lại 20 biến ngân ba, mình thu được một món 7 sao đồ thủ cái dài và một món 8 sao. Đó, thấy chưa, cũng chế được đồ 8 sao mà điểm rất là cao luôn. Mặc dù nó không có thể lực nhưng mà nó cũng full dòng nha mọi người. Băng công, hỏa công, nội công, chính xác, nội lực, thương pháp và tất cả thuộc tính. Cái món này thì mình dùng cho phái Thiên Long nè, Tiêu Dao hỏa nè, hoặc là Võ Đen băng nè, hoặc là Nga Mi cũng được nè. Đó, bot lên. Hàng khoe không bán. Đó.
hàng khoe không bán kêu nổ giá. AD đổi áo cho nổ đi, áo này mặc đàn ông quá. Hàng khoe không bán mà hỏi giá. À, không đổi được nha. Không có thể lật. Nói chứ mình không có bán nha mọi người. Mặc dù cái này có thể bán được mấy trăm ngàn luôn á, mấy trăm ngàn tiền ATM á. Thường là một món đồ chơi 8 sao trong Thiên Long kỷ niệm dao động từ mấy trăm cho tới hơn triệu cũng có, nếu mà đồ ngon thì cũng khoảng 1 triệu một món. Đây mình bán trong shop luôn. Đó. Bán cái này thì được 20 vàng khóa. Đó, bây giờ mình sẽ cho mọi người coi cái điểm của event Đồng Tâm Hiệp Sức nè. Thì cái event này cũng rất là thú vị. Khi mà đến những cái khung giờ nhất định đó, khi mà chen quái vật ở Cao Xương Mê Cung, mọi người sẽ nhận được Ngọc Đồng Tâm. Mặc áo này không đi làm gái được. Chơi đùa. À, mọi người sẽ nhận được Ngọc Đồng Tâm. Và khi giao Ngọc Đồng Tâm cho thiện nhân á, thì mỗi mỗi 10 Ngọc Đồng Tâm thì mọi người sẽ nhận được một vàng khóa. Ngoài ra mọi người còn có thể tăng điểm cho bang hội của mình. Thì bảng xếp hạng bây giờ là hiện tại là top 1 vẫn đang là Sài Gòn FC với lại 36.740 điểm. Top 2 là bang Thiên Địa, số điểm là 15.720 điểm. Top 3 là NBA 6340. Thì khi kết thúc event thì những cái bạn nào top 1, 2, 3 thì ban chủ sẽ nhận được đồng xu, rất là nhiều đồng xu kỷ niệm và sẽ tự phát lại cho mọi người nha. Ok thì giờ nãy giờ nói chuyện tâm sự với mọi người cũng thấy mệt mệt mỏi miệng rồi. Chắc mình sẽ off buổi livestream tại đây nha mọi người. Mai còn dậy sớm nữa. Ok. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi livestream và đây là game Thiên Long kỷ niệm nha mọi người, server bàn cổ Chi Linh nha. Link tải game thì có ghi ở phần comment hoặc là mọi người nhìn logo cũng có đó. Kỷ niệm tlbb.com. Ok, bye bye mọi người và chúc mọi người ngủ ngon nha. Bye bye.